Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác. Trong video clip hôm nay em muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Và em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu một chiếc khay vuông ạ. Với chiếc khay vuông này với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gụ mật. Và em đo thông số với đường kính em đo là vuông 24 cm. Với chiếc khay vuông này chất liệu là gỗ gụ và được khảm ốc xà cừ, được khảm cánh tích nha các bác. Và những đường nét cắt tỉa chi tiết sắc nét. Em quay lên đến mặt ạ. Và chính giữa lòng khay ạ, được khảm các bác ạ, thiều phu đi cánh củi và chất ốc xà cừ. Hàng được cắt tỉa và phối màu rất là đẹp nha các bác. Em báo giá giao lưu với chiếc khay vuông gỗ gụ này giá là 2.500.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo có một ông cụ gì nè với chất liệu là gỗ chắc ta. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều ngang em đo là 41 cm. Chiều sâu là 20 cm. Em quay chi tiết ạ. Với ông cụ gì nè, chất liệu là gỗ chắc ta. Gương mặt cụ cười rất là tươi ạ. Một tay cụ ôm một bao tiền và một tay ạ bên đây ạ. Cụ những đồng tiền chạy dài nha các bác. Hàng thì đục chạm ạ, kinh bong tỉ mỉ sắc nét. Với chất gỗ đỏ đen cực kỳ là quý hiếm. Bên đây cụ ôm một bao tiền. Em quay mặt sau. Đây là mặt sau nha các bác. Với những đồng tiền ạ. Chất gỗ đỏ đen vẫn rất là đẹp. Và với ông cụ Zin nạc ôm một bao tiền này em báo giá giao lưu giá là 2.600.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo em có một chiếc kỷ với chất liệu là gỗ cẩm nai. Để em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc kỷ này em đo có đường kính mặt là vuông 22 cm, cao là 15 cm. Tất cả những phần liễu đều được đục chạm, chân cũng được đục chạm, đầu nâng chân móng. Với chiếc kỷ gỗ cẩm nai này hàng được chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Với chất gỗ ạ, liền nạc, nành nặng, dày dặn chắc chắn nha các bác. Các bác xem ạ, vẫn không chê vào đâu được. Và với chiếc kỷ gỗ cẩm nai này em báo giá giao lưu, giá chỉ có 1.600.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, em có một chú gà trống nhất kê với chất liệu là gỗ chắc ta. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều cao em đo là 33 cm, ngang là 14 cm. Với chú gà già gà trống nhất kê này chất liệu là gỗ chắc ta, hàng được đục chạm tỉ mỉ thủ công và chất gỗ đỏ đen ạ. Đây mặt sau nha các bác. Chú gà trống nhất kê gỗ chắc này cho những bác đã sưu tầm hàng độc lạ vừa chơi vừa trưng bày. Em báo giá giao lưu giá chỉ có 2.100.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo em có một chiếc khay trà. Chiếc khay trà có chất liệu là gỗ chắc ta. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang là em đo là 40 cm, sâu 30 cm, kích thước là 30 x 40. Và đây tất cả đây là trên ạ, phần liễu ạ đều được chạm hai con lồng hóa, dưới ạ đều được đục chạm. Với chiếc khay trà gỗ chắc này hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau với chất gỗ đỏ đen ạ. Và đây là phía dưới chiếc khay trà cũng có một chiếc đĩa để các bác có thể là vệ sinh ạ, đựng nước được tiện nghi sạch sẽ. Và em quay lên trên mặt ạ, bên trong ạ, những đường nét đục chạm hoàn là tây, chất gỗ dày dặn chắc chắn ạ. Em báo giá giao lưu với chiếc khay trà gỗ chắc này giá là 2.500.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, em có một siêu phẩm muốn giới thiệu. Đây là một bộ trường Huế nha các bác, hàng cũ ạ, gồm có 3 món
gồm có hai chiếc ghế dài và một chiếc bàn. Đầu tiên thì em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Chiếc bàn này em đo tổng chiều dài 147 cm, ngang là 67 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Và đây là một bộ trường Huế hàng cũ với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi là võ mật nhà các bác. Với tất cả phần liễu đều được đục chạm. Chân bàn ở đây em đo dày 10 cm ạ, dày dặn chắc chắn ạ. Và phần chân đục chạm đến cuối luôn ạ. Phần liễu rất là dày dặn nha các bác, hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công. Cái bộ trường Huế này hàng đã qua thời gian 5 tháng ạ. Chất gỗ ạ, liền lạc dày dặn chắc chắn. Hàng không có nứt nẻ cong vênh gì. Cái chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. À, nên đến mặt bàn ạ, với lòng ván bên trong là ván liền nha các bác. Gỗ liền lạc ạ, dày dặn chắc chắn ạ, vân gỗ cũng rất là đẹp. Tiếp theo này em đo thông số cho các bác ạ, hai chiếc ghế thì kích thước là như nhau. Với chiếc ghế thì có tổng chiều dài là 197 cm, sâu 56 cm và ghế cao là 125 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết. Với phần tựa gồm có 3 nô ạ. Đây là đục chạm những con phượng nhà các bác. Hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công ạ. Với bên ngoài ạ, đục chạm ạ. Những bông hoa cúc, những cành hoa cúc. Để đục chạm rất là tinh tế và sắc nét. Bác xem ạ, những bông hoa cúc ạ, đục chạm rất là có hồn. Bên ngoài là được đục chạm những đường nét hoa lá tây bên trong ạ. Đây là những con phượng nha các bác. Đây các bác xem ạ, phần tay ạ, để cũng được đục chạm rất là cầu kỳ. Và tất cả lòng ván ghế ạ, ván liền hết ạ. Em quay sang chiếc ghế thứ hai ạ. Đây cái phần nô tựa trên ạ. Hàng mộng mạc chắc chắn ạ. Với bộ trường Huế này hàng đã qua thời gian 5 tháng ạ, hàng cũ nhà các bác. Khi giao lưu là cơ sở em sẽ lau chùi ạ, sạch sẽ ạ, giữ nguyên tem cũ cho tất cả các bác. Gỗ ạ, rất là dày dặn chắc chắn. Và đây là bên hông ạ. Phần tay ạ, đục chạm. Những đường nét đục chạm. Tất cả những phần liễu ạ. Và những tất cả phần chân ghế em đo dày 10 cm, cực kỳ dày dặn chắc chắn. Ở đây ạ, phần liễu ạ. Những trụ trần nha các bác. Với bộ trường Huế này ạ, nó cũng là một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại, một chất gỗ liền lạc dày dặn chắc chắn. Khi các bác xem video chưa ký và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể giải chi tiết hơn cho các bác ạ về tất cả các sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Đây là mặt sau ạ. Để các bác xem mặt sau nha các bác. Chất gỗ rất là dày dặn chắc chắn ạ. Đấy, khi các bác kê bộ trường Huế này vào không gian phòng khách ạ thì cũng rất là sang trọng. Ghế ngồi rất là thoải mái ạ. Kích thước của ghế dài là 197 cm. Các bác có thể ngồi ạ và cũng có thể nằm nghỉ ngơi thư giãn được. Và em báo giá giao lưu với bộ trường Huế này giá là 50 triệu. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, em có một bức tượng Phật Mẹ Quan Âm với chất liệu là gỗ chắc ta. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước.
Với tổng chiều cao của tượng em đo là 61 cm, chiều ngang là 27 cm. Em mà đến gần thì em quay chi tiết với tượng Phật Mẹ Quan Âm với chất liệu là gỗ chắc ta, hàng đục chạm ạ, tỉ mỉ thủ công sắc nét đến từng chi tiết nhỏ, với chất gỗ đỏ đen cực kỳ là quý hiếm. Vân không chê vào đầu nhà các bác. Đây là lũa tự nhiên ạ, để các bác xem. Bên trên ạ, có một cái song châm trầm nha các bác, để các bác đựng châm trầm vào đây ạ. Đây là mặt sau nha các bác. Mặt sau ạ. Chất gỗ và vân gỗ thì không chê vào đâu được. Hàng đục chạm, tỉ mỉ thủ công, sắc nét. Và em báo giá giao lưu ạ, với bức tượng Phật Mẹ Quan Âm gỗ chắc này, giá là 3.600.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, là dưới bên đây ạ, để em có một bộ trường ngũ sơn. Bộ gồm có 3 món ạ, gồm có 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn. Với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật nha các bác. Đầu tiên thì em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Với chiếc bàn này em đo tổng chiều dài 147 cm, chiều ngang em đo là 59 cm và bàn cao là 75 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Với bộ trường ngũ sơn, hàng đục chạm. Đầu tiên là với phần liễu ạ, với phần liễu ạ, những đường nét đục chạm phần chân ạ. Với chân chất bàn em đo là dày 10 cm ạ. Rất là dày dặn chắc chắn. Phần chân ạ đều được đục chạm. Em quay sang bên hông ạ. Với phần liễu được đục chạm cảnh chim hoa. Với chiếc bàn này hàng được đục chạm tứ diện. Bốn mặt như nhau. Phần liễu ạ. Những tất cả những phần liễu là đục chạm. Dưới bàn có một chiếc xà để cho các bác có thể đựng đồ tiện nghi thoải mái. Chất gỗ này em bao đẹp ạ, lành lặn niền nà. À, nên đến mặt bàn với lòng ván bên trong là lòng ván niền. Các bác xem và có thể cảm nhận được chất gỗ và vân gỗ ạ. Không chê vào đầu nhà các bác. Tiếp theo với hai chiếc ghế thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc ghế em đo có tổng chiều dài là 194 cm. Sâu 55 cm. Và ghế cao là 114 cm nha các bác. Em mà đến gần thì em quay chi tiết. Đây là với bộ trường ngũ sơn ạ. Với tất cả phần tựa đều được đục chạm và xen kẽ là những hình song tiện. Chất gỗ ạ, lành lặn niền nà. Đây là phần tay ạ, tay cũng tạo hình các hình song tiện nha các bác. Và với tất cả những lòng ván ghế ạ, là ván niền hết ạ. Chất gỗ và vân gỗ rất là đẹp nha các bác. Em quay sang chiếc ghế thứ hai, các bác có thể xem được kỹ hơn. Với bộ trường ngũ sơn ạ. Bên trên ạ được đục chạm, dưới là những hình song tiện. Phần tay cũng thế ạ, để các bác xem. Phần tay cũng được tạo hình. Đây là phần chân nha các bác. Với tất cả phần chân thì em đo là dày ạ. Phần chân là 10 cm, dày dặn chắc chắn ạ, chân đều được đục chạm hết. Với chiếc ghế hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt. Em quay ra đến mặt sau ạ. Để các bác xem ạ, mặt sau cũng được đục chạm đúng như mặt trước. Với chất gỗ ạ. Với trên nô ạ, những nô đều được đục chạm và xen kẽ ạ, là những nô là những hình song tiện.
chất gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn nha các bác. Tất cả phần chân ghế và chân bàn đều dày 10 cm, cực kỳ dày dặn và chắc chắn rồi. Đây phần liễu đằng sau ạ, cũng được đục chạm. Em cũng báo giá và giao lưu với bộ trường, với bộ trường Vũ Sơn giá là 28 triệu này, em bao bị phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, sang bên đây em có một cây tủ bày đồ trúc nho với chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với cây tủ bày đồ trúc nho này có tổng chiều cao là 225 cm, ngang là 115 cm. Sâu là 42 cm nha các bác. Em đứng gần và em quay chi tiết phần chương trên cùng ạ, đục chạm ạ, nho cuốn trúc. Ở đây là xuống phía dưới ạ, tất cả những phần liễu ạ và những phần trên thành ạ đều được đục chạm. Đây là chim hoa và xen kẽ là nho cuốn trúc. Và xuống phía dưới ạ, với dưới tủ có một chiếc ngăn kéo để các bác có thể đựng đồ được tiện nghi thoải mái. Là bên ngoài được đục chạm cảnh chim hoa nha các bác. Đây là phía dưới liễu ạ, phần dưới liễu ạ được đục chạm ạ, nho cuốn trúc. Phần chân ạ, chân tủ để em đo dày 10 cm, rất là dày dặn chắc chắn. Với cái tủ đã hai bên cánh nha các bác, để mở ra cái tủ trúc nho này hàng đục chạm ba mặt, hai bên hông được đục chạm như nhau. Và với bên trong ạ, tất cả những bên khung ạ đều được đục trúc nha các bác. Tất cả sàn bên trong đều là kính hết ạ. Với một cây tủ bày đồ kích thước to lớn như thế này ạ, để các bác có thể trưng bày đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày đồ cổ theo sở thích. Bên trong ạ rất là nhiều kệ, nhiều sàn nha các bác, tạo hình rích rắc. Và với cây tủ bày đồ trúc nho này em báo giá giao lưu giá là 17 triệu, em bao bị phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo sang bên đây ạ, em có một siêu phẩm muốn giới thiệu, một bộ tranh tứ quý tùng cúc trúc mai với chất liệu là gỗ chắc ta. Bộ gồm có 4 tấm và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bộ tranh tứ quý này có tổng chiều cao là 102 cm và ngang là 28 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Bộ tranh tứ quý với chất liệu là gỗ chắc ta, là được khảm trên nền gỗ chắc, những phần trắng hồng đó là ngà, thân là gỗ xưa, kết hợp là ốc sa cừ và tất cả những nguyên liệu tự nhiên quý hiếm. Hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ, các bác xem và có thể cảm nhận được ạ, những nguyên liệu tự nhiên ạ, được cắt tỉa và phối màu ạ, nhìn rất là đẹp. Với tất cả lòng ván bên trong là ván liền hết ạ. Với chất gỗ đỏ đen cực kỳ là quý hiếm. Với những đường nét cắt tỉa và phối màu không chê vào đâu được ạ. Với lòng ván bên trong là lòng ván liền. Vần gỗ rất là đẹp nha các bác. Với chất gỗ này em bao đẹp này nặng liền nè. Tất cả đây các xem là những phần trắng hồng ở đây ạ, đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp với đó ạ là ốc sa cừ. Hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ và chất gỗ này em bao đẹp, không có nứt nẻ cong vênh gì. Và em báo giá giao lưu với bộ tranh tứ quý gỗ chắc tùng cúc trúc mai này giá là 27 triệu, em bao bị phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác. Ở đây là sản phẩm cuối cùng ạ, trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu, đây là một chiếc bàn nghi thờ với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi gõ mật nha các bác. Em đo thông số. Với chiều ngang em đo 127 cm. Chiều cao em đo là 117 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đây là bên trên ạ, những đường ô vang và những đường nét ạ, khảm ốc xà cừ. Với chất ốc 7 màu ạ, hàng được cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Và hai bên đây ạ được khảm cảnh chim hoa.
Ở chính giữa đây ạ, cả một cuốn thư nha các bác. Ở bên đây đã khảm cánh chim hoa. Và xen kẽ là những đường ô va, những đường dây neo liên chi. Chân ạ, cũng được khảm ạ. Với phần chân ạ, này em đo là dày 8 sen, rất là dày dặn chắc chắn. Với chiếc bàn nghi thờ này hàng khảm ba mặt và hai bên hông thì được khảm như nhau. Và khi các bác xem video chưa kỹ và nghe sẽ được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gửi chi tiết hơn cho các bác ạ về tất cả các sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đạm. Và đây là trên mặt, bên trong là ván liền nha các bác. Với chiếc bàn nghi thờ này là chất gỗ này em bao đẹp ạ, dày dặn chắc chắn. Em cũng báo giá và giao lưu. Giá là 25 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video chưa được kỹ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo là 0944058115. Và các bác ở gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định để có thể xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đạm. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.